Mặc dù đã bước sang tuổi U60 nhưng Hứa Tỉnh vẫn đẹp và nóng bỏng. Cô luôn khiến khán giả trầm trồ thán phục vì nhan sắc gần như bất biến theo thời gian. Mỗi lần xuất hiện, cô khiến các ngôi sao khác bị lu mờ. Vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, sự kiện quảng cáo của một thương hiệu gây được chú ý lớn khi có loạt sao nổi tiếng tham gia. Những tên tuổi này phải kể đến là Hứa Tỉnh, Sa Thi Mạn, Đồng Dao, Tống Nguyên Phi, Trương Hàn, Viên Hoàng, Lý Trạch Phong xuất hiện trong bộ đầm CQ lấp lánh với thiết kế khoét sâu cổ, thành cô. Hứa Tỉnh không chỉ khoe được thân hình chữ S và còn phô diễn được vòng một căng đầy gợi cảm. Làn da mịn màng, tươi sáng cũng là yếu tố giúp Hứa Tỉnh ghi điểm trước ống kính máy ảnh. Ở tuổi 52, cô chẳng hề có dấu hiệu của sự lão hóa. Là một trong những quý cô độc thân tuổi ngoài tứ tuần của làng giải trí Hoa ngữ, thánh cô Hứa Tỉnh vẫn là mỹ nhân gây sốt mỗi lần xuất hiện tại sự kiện lớn nhỏ, không chỉ bởi nhan sắc mặn mà và sắc sảo. Chính vóc dáng nóng bỏng từng mm của nàng Nhậm Doanh Doanh là điều khiến dân tỉnh phải đỏ mắt ngưỡng mộ. Hiện tại, từ khóa Hứa Tỉnh đã U60 rồi đang đứng đầu bảng tìm kiếm của Weibo. Hàng loạt hình ảnh, khoảnh khắc chứng minh sắc vóc quyến rũ của nàng thánh cô được chia sẻ với tốc độ chóng mặt kèm theo nhiều bình luận ngợi khen của netizen. Với nhan sắc và vóc dáng hoàn hảo, Hứa Tỉnh đè bẹp cả Sa Thị Mạn, người vốn được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi và Đồng Dao, ngôi sao 30 chưa phải là hết. Mặc dù Sa Thị Mạn và Đồng Dao đều lựa chọn thiết kế đầm lộng lẫy nhưng cũng rốt cuộc cũng không thể bì được với đàn chị Hứa Tỉnh quá ư nóng bỏng. Từ năm ngoái, Hứa Tỉnh bị giảm công việc do Covid-19. Cô chỉ tham gia một số show truyền hình, các dự án tuyên truyền chống dịch. Ở tuổi ngũ tuần, Hứa Tỉnh giữ được vóc dáng cân đối, làn da sáng. Trên Sohu, cô nói bí quyết giữ nhan sắc là sống tự do tự tại. Hứa Tỉnh từng chia sẻ cô không có bí quyết đặc biệt giữ gìn nhan sắc, cũng không ăn kiêng. Cô chú trọng tránh tia cực tím, ăn uống thanh đạm. Buổi sáng cô thường uống sữa, ăn bánh mì, buổi trưa ăn trái cây và rau. Buổi tối cô ăn nhiều hơn để có thêm năng lượng do thường đóng phim ban đêm. Ngược đầy, eo thon, vòng ba nảy nở giúp Hứa Tỉnh đẹp quên tuổi. Diễn viên nói rằng cô từng lo ngại tuổi tác. Tôi đã vượt qua giai đoạn lo sợ mình già đi. Bây giờ với tôi, tuổi tác không là gì, chỉ là con số. Gần đây, cô chia sẻ trên trang cá nhân cảm nghĩ khi vào độ ngũ tuần. Khi 20 tuổi, tôi như đứa bé 10 tuổi, chỉ ngoan ngoãn làm công việc được giao. Khi 30 tuổi, tôi như cô bé 15 tuổi, tương lai mơ hồ hay lo lắng. Tôi vùng vằng khi giận dỗi, khóc tu tu khi ấm ức, cô viết. Diễn viên cảm thấy sang 40 tuổi, cô sống như gái 20 bắt đầu tự trải nghiệm ngoài xã hội. Còn đến nay khi sang 50 tuổi tâm hồn, cách sống của cô gần với cô gái 25 tuổi. Khi mặt trời ló dạng, tôi sẽ ra khỏi lâu đài, tiếp tục ấm áp, tiếp tục tươi sáng, Hứa Tỉnh viết. Biệt danh của cô là Summer với ý nghĩa mùa hè đầy nắng, sôi động. Nữ diễn viên thể hiện sự trẻ trung qua phong cách thời trang. Trên trang cá nhân, Hứa Tỉnh thường gọi mình là cô gái. Hứa Tỉnh gia nhập làng giải trí năm 1990, được nhiều khán giả châu Á yêu thích qua vai Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Những năm gần đây cô nổi bật qua các phim điện ảnh Tà Bất Áp Chính. Lã Pháo Nhi Hứa Tỉnh từng hẹn hò diễn viên Vương Chí Văn khi đóng chung phim Hoàng Thành Căn năm 1992, mối tình kéo dài 2 năm. Năm 1998, cô yêu Lưu Ba doanh nhân giàu có Trung Quốc. Họ chia tay năm 2002 sau khi Lưu Ba phá sản, phải trốn nợ. Từ đó, nữ diễn viên không công khai chuyện tình cảm nhưng nhiều lần bị nói là tình nhân của người có thế lực. Quách Văn Quý, tỷ phú gốc Trung Quốc sinh sống tại Mỹ, từng viết trên mạng xã hội Hứa Tỉnh là tình nhân của chính trị gia. Nữ diễn viên phủ nhận, do vẫn lẻ bóng. Tin đồn lý á bằng, Hứa Tỉnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành đề tài tìm kiếm nhiều nhất Weibo. Một số nguồn tin cho biết hai diễn viên yêu nhau và có thể công khai mối quan hệ trong thời gian tới. Bức ảnh Lý Á Bằng Hứa Tỉnh đi chơi cùng Đậu Tĩnh Đồng, con gái Vương Phi và người chồng đầu tiên cũng được chia sẻ rộng rãi. Trên Sina, đại diện của Hứa Tỉnh phủ nhận tin đồn hẹn hò. Tờ này cho hay bức ảnh Lý Á Bằng Hứa Tỉnh đi chơi cùng Đậu Tĩnh Đồng được chụp hồi tháng 5 tại một buổi tụ tập có mặt nhiều bạn bè của Lý Á Bằng. Dù Hứa Tỉnh bác tin hẹn hò, nhiều người bày tỏ hy vọng hai diễn viên thành đôi. Sao họ không đến với nhau nhỉ? Tôi cảm thấy họ rất hợp nhau. Một khán giả viết, nếu họ thành đôi, sẽ chúc mừng cho họ. Lý Á Bằng là người tốt, nếu không Đậu Tĩnh Đồng đã chẳng giao thiệp với anh ấy. Khán giả khác viết, Đậu Tĩnh Đồng từng sống cùng Vương Phi và Lý Á Bằng. Khi mẹ ly dị, Tĩnh Đồng vẫn thường xuyên gặp gỡ tài tử họ Lý.